và các bạn, áp thấp nhiệt đới đang áp sát đất liền các tỉnh miền Trung của nước ta. Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên nhiều tỉnh thành ở miền Trung như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam đang hứng một lượng mưa lớn trên diện rộng. Vâng, theo đó thì mưa lớn, gió giật mạnh khiến cho nhiều khu vực đang bị ngập, nhiều nhà, khu vực ven biển bị tốc mái. Chính quyền các địa phương miền Trung đã phải ban hành công điện kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ cũng như huy động nhiều lực lượng để có thể hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn khi mưa lũ xuất hiện. Từ sáng ngày 25 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, tại Thừa Thiên Huế, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Tổng lượng mưa cao nhất xảy ra tại các xã Hương Phú, huyện Nam Đông là 134,6mm, tiếp đến là thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông 112mm. Tại thành phố Huế, mưa lớn cũng xảy ra, khiến nhiều tuyến đường giao thông ở những vị trí thấp trũng, khó thoát nước, ngập cục bộ. Nhiều phương tiện giao thông qua lại bị tắt máy hư hỏng. Đặc biệt tại huyện Quảng Điền đã xảy ra lốc xoáy làm hàng chục ngôi nhà của người dân tại xã Quảng Thành bị tốc mái. Có nhiều nhà bị tốc mái gần như hoàn toàn. Tại thành phố Đà Nẵng, từ đêm ngày 24 tháng 9 đến rạng sáng ngày 25 tháng 9, thành phố có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Tại các tuyến đường như Trương Dương tại quận Ngũ Hành Sơn, Trường Sơn, huyện Hòa Vang, đường mùng 2 tháng 9, Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu, nước ngập cục bộ, hầu hết đều trên nửa bánh xe máy. Tại Quảng Nam, ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, suốt đêm qua trời mưa to, một số nơi mưa đặc biệt lớn như là Câu Lâu, huyện Duy Xuyên 150mm, Hội An, Củ Lao Chàm 170mm. Chính quyền cấm biển từ 7 giờ ngày 25 tháng 9. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9, ven biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam và phía Bắc Quảng Ngãi đề phòng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sâu trong đất liền, gió giật cấp 6 đến cấp 7. Các ngày 25, 27 tháng 9, Trung Bộ mưa to phổ biến từ 100 cho đến 300mm, có nơi trên 350mm. Vâng, và phía cơ quan chức năng thì cũng cảnh báo, mưa với cường độ lớn tập trung trong thời gian ngắn thì có khả năng gây ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp hay là tại các khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Những thông tin về áp thấp nhiệt đới sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.